về cái định hướng mà phát triển kinh tế xanh mà như thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra một cái yêu cầu như vậy, thì trên một cái bình diện chung, tiến sĩ có thể nhìn rằng là cái cách mà thu hút của thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các doanh nghiệp xanh ở nước ngoài vào đầu tư thì thành phố Hồ Chí Minh cần phải có những gì nè? Theo tôi là thành phố Hồ Chí Minh nên có những cái buổi tiếp xúc và nói chuyện với doanh nghiệp. Theo tôi biết thì có rất nhiều doanh nghiệp họ đã tự phát, họ đã đi làm cái chuyện là làm những cái hoạt động chuyển đổi xanh rồi. Nó xuất phát từ một vài lý do, mà ví dụ như là có những doanh nghiệp họ làm dệt may, bây giờ họ muốn xuất sang EU, thì bản thân họ sẽ, thứ nhất là họ sẽ phải đóng một cái thuế về tín chỉ carbon y như là doanh nghiệp EU, tức là bây giờ EU họ đang yêu cầu điều đó. Thì như vậy doanh nghiệp Việt Nam họ tự phải làm cái tính toán đó và họ tự phải làm ra cái chuyện đó để mà họ sang đó họ tính ra cái thuế họ phải đóng. Cái thứ hai là những doanh nghiệp chúng ta cũng biết là họ nói thẳng luôn, bây giờ nếu mà không làm dệt may xanh được thì câu chuyện này báo chí chúng ta cũng phản ánh rồi, là chúng ta đang mất nhiều hợp đồng về một số nước khác bởi vì chúng ta không có dệt may xanh. Rồi doanh nghiệp về nhựa, nhu cầu về chỉ tiêu nhựa sắp tới nó cũng đã có rồi, và như vậy là các doanh nghiệp họ cũng tự chuyển đổi rồi. Thì như vậy chính bản thân doanh nghiệp họ đang làm rồi, nhưng mà bây giờ nó không thành một cái chương trình. Và bây giờ cái điều thành phố cần làm là không phải đi phát động nữa, mà bây giờ sẽ họp lại tất cả mọi người là mọi người đang có cái gì, và theo cái hình dung của mọi người là trong tất cả các lĩnh vực của mọi người đó thì ở những cái phía thị trường xuất khẩu họ đang đòi hỏi cái gì, và chúng ta cần một cái hiệp hội doanh nghiệp xanh để chúng ta kết nối tất cả và chúng ta đưa ra một cái chính sách. Và theo tôi là để nó phải đi vào thực chất, tại vì trước đây chúng ta cũng có những cái hiệp hội nhưng rồi nó không đi vào thực chất được để mà nó giúp đỡ doanh nghiệp. Thì về cái cách tổ chức nó phải khác đi, tức là nó phải làm sao mà cái vai trò của hiệp hội họ phải đóng vai trò tư vấn, tức là họ phải đi và họ nhìn thấy là bây giờ cơ hội ở đâu, thách thức ở đâu, rủi ro ở đâu, họ phải tư vấn được cho doanh nghiệp. Tại vì doanh nghiệp lớn thì họ đã làm rồi, doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ chưa biết những cái này là cái gì hết. Đúng rồi. Và kinh nghiệm thì là đến từ chính những doanh nghiệp lớn của chúng ta. Chúng ta không cần đi Anh hay Mỹ hay gì hết, chúng ta đến từ chính doanh nghiệp lớn để chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà đâu là cái mối liên hệ đó, đâu là một cái tổ chức đó, thì chúng ta cần chính cái vai trò của thành phố phải đặt vào đó, là kết nối tất cả mọi người lại với nhau.